Xin chào các bạn, tôi là Matthew Ray, huấn luyện viên của Học viện Golf Liberty Việt Nam. Tham gia tập luyện cùng tôi ngày hôm nay đó là anh Leo. Hiện anh Leo đang là huấn luyện viên Finish. Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn khai thác là những bài tập cải thiện tư thế đứng và cú swing. Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui mừng khi được hỗ trợ cho bạn của tôi là Matthew về phần gym để bổ trợ được cái việc đánh góp của quý vị. Ngay sau đây thì tôi sẽ chia sẻ về 3 bài tập liên quan đến để bổ trợ cho việc đánh góp, là phần cơ lưng, những cơ trọng tâm và cơ đùi. Thì bài tập đầu tiên là bài về thăng bằng và cơ đùi. Thì bài tập này giúp quý vị có một đôi chân chắc khỏe cũng như có một cái phần mông cũng chắc khỏe hơn nữa. Và bài tập này cũng giúp cho các quý vị có sự thăng bằng trong khi luyện tập. Và nên nhớ là khi xuống thì ta mở gối ra và hít, và khi lên thì thở ra. Và cố gắng là siết chặt cơ bụng và siết chặt cơ mông lại. Đó, quý vị lên làm bài tập này với 12 lần, mỗi lần 3 hiệp. Qua bài tập này, tôi phát hiện thêm một số cơ mới ở phần lưng, đồng thời giúp tôi trụ vững hơn, xoay tốt hơn, người khỏe hơn. Rất tuyệt vời, cảm ơn anh Leo. Sau đây là bài tập thứ hai về phần cơ lưng, giúp cho cơ lưng mình chắc khỏe khi mình ra cú swing. Vì cái cú swing này thì nó phải đòi hỏi về cái cơ lưng của mình. Nếu mà đánh sai tư thế cũng như mà đánh nhiều quá thì nó cũng sẽ hỏng, sẽ ảnh hưởng đến cơ lưng. Nên vì thế mình phải tập cho bài tập này giúp cơ lưng mình chắc khỏe hơn nữa. Okay, với bài tập này thì các bạn phải làm từ từ, và khi xuống thì hít, và khi lên thì thở ra. Xuống hít vào, lên thở ra, và nhớ là lưng phải thẳng với mông, không được cao quá. Up, xuống, hít, out. Ok, bài tập này các bạn làm chậm thôi. Breathe in and up, breathe out. Up. Okay. Bài tập này giúp cơ lưng của bạn được chắc khỏe. Các bạn lưu ý khi các bạn tập bài tập cho cơ lưng này thì nghĩ đến về cơ lưng, không nghĩ về các cơ khác, chỉ nghĩ về cơ lưng thôi. Vâng, thực sự tôi rất mệt do mới tập, nhưng điều đó chứng tỏ bài tập này giúp giãn cơ bụng tốt, rất có lợi cho sức khỏe. Tôi sẽ thường xuyên tập những bài tập này. When you work out, be thinking about what, okay? The breath, take note. When you down, breathe in. When you up, breathe out. But not over here. No. It's over. In the front, you will pain. You pain? Yes. Three. Straight. Not a little here. Đây là bài tập thứ 3, giúp phần cơ trọng tâm của quý vị được săn chắc khỏe hơn.
Bài tập này thì giúp quý vị có một phần cơ trọng tâm rất là chắc khỏe. Nếu mà quý vị nào mà bụng to thì có thể làm bài tập này và không bị đau lưng. Và luôn bài tập này luôn luôn phải nghĩ về cơ bụng, chân có thể để thẳng ra, nếu mà thẳng ra thì tốt hơn nữa. Quý vị giữ tư thế này trong vòng 1 phút thì nó sẽ tốt hơn. Nếu quý vị giữ trong vòng 2 phút càng tốt hơn nữa. Vâng, bài tập này giúp ích cho toàn bộ cú swing từ setup, back swing và down swing. Giúp trụ được ổn định, phần cơ bụng dọc từ ngực xuống bụng được cải thiện. Nên khi thực hiện cú xoay người thì tôi thấy dễ hơn. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hoàn thành xong phần hướng dẫn các bài tập gym bổ trợ cho phần bụng và lưng. Nếu có thể thì bạn nên tìm một huấn luyện viên riêng cho mình để hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình luyện tập. Chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.